Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tiếp sức người lao động và hoạt động sàn giao dịch việc làm năm 2023. Bạn trẻ này quê tỉnh Bến Tre lên Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình tiếp sức người lao động với mong muốn tìm được công việc có thu nhập ổn định tại thành phố. Sáng giờ em có đi các gian hàng của mấy công ty thì được các anh chị tư vấn hỗ trợ và có tuyển sinh và về giới thiệu việc làm cho em, thì đang định hướng nghề nghiệp tương lai cho em. Em thấy là có rất nhiều công ty phù hợp với cái năng lực và cái thời gian làm hiện tại của em. Chương trình tiếp sức người lao động và hoạt động sàn giao dịch việc làm năm 2023 có sự tham gia kết nối của hơn 30 tỉnh thành, với sự tham gia tuyển dụng của hơn 100 doanh nghiệp. Trong đó có 40 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội với hơn 10.000 vị trí việc làm thuộc các lĩnh vực, thu hút hơn 5.000 lao động ứng tuyển. Sắp tới công ty sẽ mở tiếp một chi nhánh ở Hậu Giang. Chính vì thế đang cần một lực lượng lao động may khoảng chừng 200 người để bổ sung vào các chi nhánh. Nhu cầu là thứ nhất là độ tuổi là 45 tuổi trở lại, chứ không tuyển cao hơn tuổi nữa. Cái thứ hai là có tay nghề, nhưng nếu công nhân không có tay nghề, công ty sẽ đào tạo. Tất cả các người lao động này khi đến với trung tâm việc làm thanh niên sẽ được hỗ trợ xe đưa rước miễn phí để người lao động có thể có điều kiện hơn để tiếp cận và được tư vấn các cái công việc mới. Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hơn 120 sàn giao dịch việc làm. Có ít người lao động ở các cái địa phương khác, do nhiều lý do khác nhau họ vào Thành phố Hồ Chí Minh trễ hơn, thì đây cũng là một cái dịp để sàn giao dịch việc làm kết nối và giới thiệu cho họ có việc làm ổn định trong thời gian tới đây. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động gắn với các hoạt động cao điểm tháng thanh niên được diễn ra. Đây là hoạt động kết nối giúp lao động nhanh chóng tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, đặc biệt là lao động bị ngưng việc do doanh nghiệp thiếu đơn hàng và thu hẹp sản xuất trong thời gian qua, đồng thời giúp doanh nghiệp tuyển dụng nhanh chóng nhân sự phù hợp với các vị trí ứng tuyển tại đơn vị.